và mọi người chẳng quan tâm thực tế những em thương bạn bè gần kề bên em. Bạn xem sống thật hay sống ảo, ảo ảo hay thật, rồi nước con có chẳng có mà nào dừng lại màu. Em làm chị giật mình hả? Sao chị ở đây vậy? Chị xỉu nên chị mới ở đây chứ làm sao. Chị làm việc nhiều quá đó. Chị thấy trong người sao rồi? Chị đỡ rồi. Còn ở quán thì sao? À, thì em có xin bà chủ rồi. Không sao đâu. Lo cho chị kìa. Gì đâu mà làm tới kiệt sức luôn à. Thôi em đi về làm với chị, ở đây không sao đâu. Thôi phải đợi có người vô mới về được chứ. Người nào? Thì người đây nè. Tỉnh rồi hả? Sao anh biết chỗ này? Em nói. Con bé này. Tự nhiên chị nhăn em. Lúc chị xỉu em quản gần chết luôn. Em có biết làm gì đâu. Em phải gọi ảnh nhờ ảnh vô chăm chị. Tại vì em còn phải đi học rồi, còn phải đi làm ở quán cà phê nữa. Em đâu có thời gian em chăm chị đâu. Không có ảnh không biết làm sao luôn, ảnh thức cả đêm chăm chị luôn á. Thôi, ăn chút cháo đi. Cháo này là cái món em thích nhất đó. Ha, ăn chút đi rồi uống thuốc nha. Anh đi về đi. Em tự lo được. Với lại, từ bây giờ mà có chuyện gì em đừng làm phiền ảnh. Sao mà chị hay ra vẻ quá trời đi á thiệt á. Ông bà mình nói á, có yêu thì nói rằng yêu, không yêu thì nói một điều cho xong. Chứ gì đâu mà xa thì nhớ, gần nhau thì lùng bùng. Thì con không hiểu nổi luôn á. Nhưng mà tự nhiên cảm thấy em ở đây em vui thừa quá ha. Em đi về nha. Anh chăm chỉ giùm em ha. Liên. Liên. Em ăn chút cháo đi nha. Thực ra thì cũng nhờ Liên hết. Nhờ Liên mà anh mới biết trong lòng của em vẫn còn có anh. Chị à, em đừng trách anh nữa. Thật ra từ lúc em đi, không một ngày nào mà trong lòng của anh không nhớ tới em hết. Anh đừng nói vậy. Dù gì á, em với anh cũng đã kết thúc rồi. Em không muốn chuyện tình cảm giữa em với anh trước đây á làm ảnh hưởng đến người sau đâu. Em cho anh thêm thời gian nha. Anh sẽ nói rõ tất cả mọi chuyện với Huệ. Anh sẽ giải thích cho cậu hiểu là mối quan hệ giữa anh với cậu chỉ có thể dừng ở mức tình bạn thôi, nha chị. Chị à, cho anh thêm một cơ hội nữa nha em. Chị. Chị hẹn em ra đây có gì không? Em có phải là Liên, tối hôm trước em gọi cho anh Đồng về chuyện của Chi đúng không? Dạ. Tại chị Chi bị bệnh nặng, xỉu giữa quán luôn cho nên là em quản quá, em không biết gọi cho ai, em gọi cho anh Đồng. Chị nói cho em nghe nha, chuyện của anh Đồng với Chi á, bây giờ là quá khứ rồi. Hai người đó bây giờ người ta chia tay rồi, chị mới là người yêu hiện tại của anh Đồng. Mai mốt á, mấy cái chuyện của Chi á, em đừng có làm phiền anh Đồng nữa nha. Ủa? Hai người đó chia tay rồi hả ta? Sao em nhìn thấy không giống vậy ha? Chị biết không, anh Đồng á chăm sóc chị Chi đúng ân cần chu đáo, giống như là hai người còn yêu nhau vậy á. Anh thức thâu đêm lo cho chị luôn. Em biết rồi đó, anh Đồng hồi nào giờ là một người rất là hiền lành và tốt bụng. Chị nghĩ là anh Đồng làm vậy á là vì còn chút xíu tình xưa nghĩa cũ với Chi thôi. Chị chỉ đang sợ là ai đó đang lợi dụng lòng tốt của ảnh, như vậy thì không có hay.
Ủa, mà em có liên quan gì tới cái cuộc tình này đâu. Chị nói với em mấy cái đó làm chi? Chị có ít quà mang tới đây cho em á. Gì vậy, tự nhiên tặng quà cho em? Em cứ nhận đi. Chị biết á, em là một cô gái rất là tốt bụng và hiểu chuyện. Chị nghĩ là bắt đầu từ bây giờ chị với em có thể làm bạn của nhau. Mà đặc biệt á, nếu như mà em làm bạn của chị thì sẽ có lợi nhiều hơn là làm bạn với Chi á. Tiếc quá à. Em quen xài hàng pha ke rồi. Cầm đồ hiệu nặng tay lắm còn không nổi. Thôi em đi về nha, nếu mà không còn gì nữa. Ý, chị cắm đồ hiệu qua được không? Em sợ em đạp trúng á. Cảm ơn chị. Anh Đồng. Em. Mấy bữa nay anh đi đâu vậy? Đi gì đâu á mà hả? Em kiếm anh hoài không thấy anh đâu hết trơn á. Quán xá thì cũng không chịu mở bán nữa. Anh có bận chút việc á mà. Anh đi chăm Chi đúng không? Thật ra thì mấy bữa nay Chi bệnh. Mà Chi bệnh nặng nữa, cho nên là anh bận chăm sóc Chi. Anh không có tâm trạng nghĩ tới mấy chuyện khác. Em biết anh là một người trọng tình trọng nghĩa. Nhưng mà anh biết rồi đó, Chi là một người không có tốt. Em chỉ sợ Chi đang lợi dụng anh để lấy lòng thương của anh thôi à. Huệ à, Chi bây giờ khác xưa nhiều lắm, không có vậy nữa đâu. Thôi, chuyện gì qua thì nó cũng đã qua rồi. Hôm nay á, em có một chuyện muốn nói với anh. Anh cũng có chuyện muốn nói với em. Sao hay vậy? Hai đứa mình đúng là thằng giao cắt cảm luôn á. Hay là anh để cho em nói trước nha. Em nói trước đi. Em mới vừa đi chọn cặp nhẫn cưới của hai đứa mình á. Hai đứa mình kết hôn nha. Nhưng mà chắc là hiếm có cô gái nào giống như em đúng không? Thật ra thì á, em rất là yêu anh. Và em muốn cái ngày mà hai chúng ta về chung một nhà càng sớm càng tốt. Anh Đồng, làm chồng em nha. Quay à. Còn chuyện anh muốn nói với em là chuyện gì vậy? Chuyện anh muốn nói với em là Quay à. Anh với em chỉ dừng ở mức tình bạn thôi. Anh không thể nào sống thiếu Chi được. Thật ra thì anh không cần phải trả lời em sớm đâu. Em biết là mấy bữa nay anh chăm Chi rất là mệt. Anh bị thiếu ngủ nữa phải không? Em nhìn mắt anh mệt lắm. Hay là không ấy, bữa nay anh dẹp quán đi, mình nghỉ một ngày đi. Còn bây giờ em phải chạy lên công ty xử lý ít việc. Lát chiều em sẽ qua rước anh rồi hai đứa mình đi dạo nha. Anh nói chuyện rõ ràng mà. Thôi được rồi, bây giờ em phải lên công ty liền, chứ để không thôi trễ cái giờ họp á. Có gì chiều em qua em đón anh nha. Quế. Quế à. Làm gì hả? Thằng khốn nạn, vì mày mà Huệ không chịu lấy tao. Mày nhìn lại mày coi, cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga hả? Bình tĩnh lại đi, chuyện không nên nghĩ đâu. Bình tĩnh hả? Tao nói cho mày biết, ngày hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bài học để tránh xa Huệ ra, bỏ cái sự dối trá và đào mỏ đó đi, hiểu chưa? Nè, anh dừng lại đi. Nè, anh mà tiếp tục làm gì nữa tao báo công an đó. Báo là tao đánh mày luôn á. Con làm cái gì vậy? Bà cấm con không được đụng đồng. Bà tránh ra chỗ khác đi. Hôm nay tôi phải dạy cho thằng này một bài học để nó chừa cái thói dối trá và lừa đảo người khác.
nghịch tử. Ba vì nó mà bà đánh tôi. Nó là cái gì của bà vậy? Nó là con riêng của bà hả? Thằng trời đánh, sao tao lại có đứa con ngang ngược như vậy chứ? Vì hết lần này tới lần khác ba đều binh vực nó, còn tôi đây là con ruột của ông. Vậy mà ông luôn chà đạp làm nhục tôi trước mặt mọi người là sao vậy? Khoa, ba nói cho con nghe, tình yêu không thể nào cưỡng cầu được. Đi về với ba. Hôm nay con mà không về, ba sẽ tự con. Chuyện này chưa xong đâu, tao sẽ xử mày sao? Đúng, còn với cái Đồng à, cho chú xin lỗi. Hôm nay quán thiệt hại bao nhiêu đó thì chú sẽ đền cho. Dạ không sao đâu chú, con lo được mà. Thôi chú về trước đi. Không hiểu cái bà Huệ đó có cái gì mà anh Khoa anh mê dữ vậy? Chắc là anh chưa thấy được cái sự thâm hiểm của bà. Em đừng có nói bậy. Cái chuyện mà anh bại lộ thân phận công tử ảo với chị Chi á là bà Huệ bên đứng sau bà dàn xếp hết. Dàn xếp hết hả? Ừ. Là sao, kể rõ cho anh nghe coi. Giờ kể rõ thì nó dài lắm. Mà tóm lại á là chị Chi chỉ biết rồi, biết lâu rồi mà giấu anh á. Tại thấy anh với lại bà Huệ càng ngày càng quấn quýt nên là sợ anh buồn. Mà em nói thiệt á, sao mà anh dễ bị lừa quá vậy? Anh thấy bả dịu dàng đầm thắm xíu là anh bị lừa. Anh không biết đâu bữa bả còn mua cái túi hàng hiệu để hối lộ em, kéo em về phê bả nữa. Thiệt tình chứ, sọ mũi anh vậy mà anh không hay. Anh Thông, anh có sao không vậy? Em sặc rồi, em đi về trước nha. Anh có sao không vậy anh Đồng? Kể từ nay về sau em đừng có qua đây nữa. Tôi nghĩ là tôi với em chỉ dừng ở mức tình bạn thôi. Anh nói gì vậy? Nếu như mà em còn cố chấp thì anh nghĩ là tình bạn của chúng ta cũng sẽ không còn đâu. Anh Đồng, em biết á là anh giận em vì chuyện của Khoa đúng không? Em hứa với anh á, bây giờ em sẽ về cắt đứt hết tất cả mọi mối quan hệ với Khoa. Em hứa với anh á là từ đây về sau á, Khoa sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. Tôi không giận em vì chuyện của Khoa. Khoa chỉ hiểu lầm thôi. Tôi nghĩ tốt nhất bây giờ tôi với em rõ ràng mối quan hệ, sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra hết. Nếu như không phải tại Khoa thì tại sao chuyện gì mà anh giận em? Chuyện như tôi với Chi, em là người tiết lộ thân phận của tôi cho Chi biết phải không? Đúng rồi chứ gì. Vậy mà từ trước tới giờ tôi không hề hay biết chuyện đó. Anh Thông à, nhưng mà tất cả những chuyện em làm á là vì em yêu anh. Em yêu anh thật lòng, em yêu con người của anh, chứ không phải giống như con Chi, nó chỉ yêu cái mắt ảo của anh thôi à. Chi không hề xứng đáng với anh chút nào hết á. Em về đi. Từ nay về sau tôi không muốn gặp em nữa. Cái việc mà
em đem tính mạng của em ra, níu kéo chuyện tình cảm của tụi mình, nó không hợp lý thế nào hết. Anh có quyền không đến, nhưng mà tại sao anh vẫn đến đây? Anh đến đây là chứng tỏ trong lòng anh vẫn có em. Bác sĩ nói với anh, lượng thuốc ngủ mà em uống không nguy hiểm tới tính mạng của em. Không sao đâu. Chỉ là từ nay về sau đừng làm chuyện dại dột gì nữa. Nhưng mà chuyện với em và anh ngủ với nhau là có thật. Anh là người đàn ông đầu tiên của em. Anh định phủi bỏ hết tất cả mọi thứ mà đi như vậy hả? Đó chỉ là tai nạn thôi. Quê à, em xứng đáng có một người đàn ông tốt, thật lòng yêu em. Anh gọi cho Khoa rồi, một lát nữa Khoa sẽ tới. Nutimil hân hạnh đồng hành cùng chương trình.